Anh Đi Phạm xin được gửi lời chào đến quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình Điểm Tin của Cali Today. Xin thưa với quý vị, ngày hôm nay là ngày thứ bảy cuối tuần. Chắc có lẽ là chúc quý vị một cuối tuần thật là an vui, thật hạnh phúc và vui vẻ khi nghe những cái tin tức anh Đi chuẩn bị gửi đến cho quý vị. Hôm nay chắc có lẽ hình ảnh của anh Đi cũng trên TV cũng tương đối hơi lạ với những cái áo quần bình thường, không phải là áo vest, không phải là cà vạt. Cũng là ngày hôm nay một cái sự tình cờ, nghĩ rằng phải có công việc, không thể nào làm việc vào cuối tuần được, nhưng mà cuối cùng cũng ghé lại đài, cho nên quý vị cũng bỏ qua cho anh Đi. Dù gì đi nữa, những bản tin nó vẫn hay hơn là cái áo quần bề ngoài, phải không quý vị? Rồi thứ hai, Andy sẽ có những cái bộ áo quần khác nó có vẻ formal hơn. Nhưng mà mở đầu đấy thì chắc có lẽ quý vị cũng, và trong tuần này thì cái điều mà quan trọng nhất mà quý vị có thể nghe cái bản tin mà được cho rằng báo đài nói nhiều nhất, đó là cái điện Capitol đó, thì lại một cái chiếc xe hơi nó lại tông thẳng vào cái hàng rào an ninh của cái Capitol Hill này, làm một cảnh sát bị chết và một cảnh sát bị thương. Hôm qua Andy có đưa cho quý vị cái bản tin thêm một số những chi tiết vào ngày hôm nay. Thì sáng ngày hôm nay thì tin tức vẫn tiếp tục nói, thì họ mới cho biết cái tên người cảnh sát chết là ai, như thế nào. Thì cảnh sát cho biết là một cái chiếc xe đã đâm vào cái hàng rào an ninh trước khi cái người lái xe cầm dao lao về phía những cảnh sát, và cảnh sát nổ súng và nghi phạm thì bị bắn chết. Robert Conti là cái quyền giám đốc sở cảnh sát ở thủ đô Washington cho biết tại mỗi cuộc họp báo là dù cái vụ tấn công xảy ra tại cơ quan thực thi pháp luật hay bất kỳ ở đâu, thì họ phải có trách nhiệm phải tìm hiểu thấu đáo vấn đề và chắc chắn là họ phải thực hiện cái vấn đề đó. Cái quyền cảnh sát trưởng Capitol là Yogananda Pittman cho biết rằng chúng tôi đau buồn thông báo rằng một trong những cảnh sát của chúng tôi đã không qua khỏi. Trong một cái tuyên bố sau đó thì cái bà đã nêu tên cái người thiệt mạng là cảnh sát William, tức là Billy Even, người đã làm việc cho cảnh sát Capitol trong 18 năm và là thành viên của cái nhóm phản ứng cơ động nhanh. Hai cái nguồn tin từ cơ quan thực thi pháp luật liên bang đến cái cuộc điều tra với những cái đối tác của BBC, CBS News cho rằng là nghi phạm trong cái vụ tấn công là Noah Green, 25 tuổi, đến từ Indiana. Và họ nói rằng trước đây không tìm thấy một cái thông tin nào về cái anh Green này trên bất kỳ cơ sở dữ liệu nào của cảnh sát. Trong một cái bài đăng từ giữa tháng 3 trên một cái trang Facebook hiện thì đã bị xóa rồi, thì Green đã viết rằng gần đây anh ta đã bỏ việc làm. Một phần là do phiền não quá, nhưng cuối cùng để tìm một cái cuộc hành trình tâm linh. Anh ta nói thêm rằng anh ta đã phải chịu đựng những cái tác dụng phụ của thuốc mà anh ta đã vô tình uống phải, và đã viết rất nhiều về sự quan tâm của anh ta đến cái tổ chức tôn giáo dân tộc chủ nghĩa da đen, tức là Nation Islam. Người phát ngôn của Facebook xác nhận với BBC rằng cái trang này thuộc về Green, và sau cái sự kiện kinh hoàng này thì chúng tôi hướng về cảnh sát Capitol và những người thân yêu của họ, Facebook cho hay trong một tuyên bố. Và đã nói thêm, chúng tôi đã xử lý cái vụ việc này theo cái chính sách tổ chức và cá nhân nguy hiểm. Có nghĩa là chúng tôi đã xóa tài khoản của nghi phạm khỏi Facebook và Instagram, đồng thời xóa mọi nội dung ca ngợi, ủng hộ hoặc đại diện cho cái cuộc tấn công hoặc nghi phạm. Và chúng tôi đang liên hệ với những cơ quan thực thi pháp luật trong khi họ tiến hành cái cuộc điều tra này. Hiện tại thì an ninh vẫn đang tăng cường quanh cái tòa nhà Capitol, nơi Quốc hội Hoa Kỳ đặt trụ sở. Quốc hội hiện đang trong cái thời gian tạm nghỉ, có nghĩa là phần lớn các chính trị gia không có mặt tại cái khu điện Capitol vào thời điểm xảy ra vụ tấn công. Cái văn phòng Washington của FBI cho biết họ đang hỗ trợ cảnh sát Capitol. Capitol Hill đã căng thẳng trong 3 tháng qua kể từ khi cuộc bạo động ngày 6 tháng 1. Cái tòa nhà Quốc hội này giống như một pháo đài với dây thép gai, hàng rào kim loại và an ninh được tăng cường. Điều đáng lo ngại đối với họ là ngay cả khi an ninh được tăng cường thì một sự kiện dẫn đến cái chết của một cảnh sát vẫn xảy ra. Còn những cái phản ứng thì sao? Thì ông Tổng thống Mỹ Joe Biden, ông nói rằng ông rất đau lòng khi biết về cái vụ mà tấn công bạo lực. Ông gửi lời chia buồn chân thành đến gia đình cảnh sát Event và đến tất cả những ai đang đau buồn trước cái sự mất mát này. Đồng thời nói rằng ông đã ra lệnh hạ các lá cờ tại Tòa Bạch Ốc xuống một nửa cột. Chủ tịch Hạ viện
Dân Chủ là Nancy Pelosi đã nói trái tim của nước Mỹ lại tan vỡ. Và ông gọi Evans là một người tử vì đạo cho cái nền dân chủ của chúng ta. Lãnh đạo phe đa số Thượng viện, đảng Dân Chủ là Chuck Schumer cho biết là ông rất đau lòng vì việc cảnh sát Evans bị giết và mang ơn lực lượng cảnh sát Capitol. Lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện là đảng viên Cộng hòa là Mitch McConnell thì viết rằng ông đang cầu nguyện cho những người bị tấn công. Đó là những cái chi tiết và những cái sự phản ứng của những vị lãnh đạo đã lên tiếng như vậy. Thì cho tới giờ phút này thì chúng ta biết người bị chết thì là Billy Evans và William Billy Evans là người cảnh sát bị chết. Cái này là một sự kiện mà rất là đau buồn. Cái người mà lái xe mà tông vào cái người cảnh sát này là Noah Green, 25 tuổi, đến từ Indiana. Chỉ mới 25 tuổi thôi, có thể là bị bệnh trầm cảm, bỏ công ăn việc làm, không biết phẫn uất điều gì. Lái xe đâm vào cảnh sát rồi cầm cái con dao xông ra, cho nên bị bắn chết. Và cuối cùng người cảnh sát cũng bị xe đụng chết. Cho nên đây là một sự việc đau buồn mà phải nói rằng trong một cái sự căng thẳng ở tại cái điện Capitol từ cái vụ mà 6 tây tháng 1 vừa qua. Cho nên cho tới giờ phút này không ai có thể quên được cái sự việc này. Và cứ nghĩ rằng bây giờ đã an toàn rồi, cho nên hàng rào kẽm gai được dỡ đi, rồi vệ binh quốc gia cũng từ từ giảm bớt. Nói chung vấn đề an ninh ở tại cái tòa nhà quốc hội cũng giảm bớt, bởi nghĩ rằng sẽ không còn những cái chuyện nó xảy ra một lần mà cái vấn đề vi hiến lại xảy ra nữa khi tấn công tòa nhà quốc hội, nơi một cái trụ sở được cho rằng hàng đầu về của cái nền dân chủ của Hoa Kỳ, nhưng mà nó vẫn tiếp tục xảy ra. Cho nên tin này là tin được quan tâm nhất trong cái tuần này. Và bản tin khác mời quý vị theo dõi, đó là tại California thì ông thống đốc Gavin Newsom của California, ông đã chích ngừa cái mũi mà Johnson & Johnson vào cái hôm thứ Năm vừa qua rồi, 1 tây tháng 4, tại cái trung tâm Baldwin Hills Green Hawks Plaza tại Los Angeles và California. Và theo cái bản tin của CBS Los Angeles, sau đó thì ông Newsom họp báo chung với Eric Garcetti, thị trưởng Los Angeles. Và ông Newsom nói rằng chích ngừa tại California bây giờ đang phổ biến cho tất cả những người trên 50 tuổi và kêu gọi mọi người trên 50 tuổi đi chích ngừa. Và quý vị cũng nhắc lại với quý vị là 15 tây tháng 4 này thì chích đại trà cho mọi người, không có kể độ tuổi và cũng giống như nghề nghiệp, thì quý vị vẫn tiếp tục theo cái lời kêu gọi của ông Gavin Newsom. Hai cái công ty Dell và American Airlines đều có cái bản doanh ở Texas đã chỉ trích cái dự luật SB 7 bên Thượng viện Texas và cái dự luật tương đương là HB 6 tại cái Hạ viện Texas vì các dự luật này chèn ép phiếu bầu. Một cái kiểu như dự luật dìm phiếu mới thông qua ở Georgia. Một cái bản văn từ công ty Dell nói rằng thay vì hạn chế phiếu bầu, lẽ ra chính quyền Texas nên tìm những cách sáng tạo để tiếng nói cư dân được lắng nghe. Và chúng tôi chống lại dự luật HB 6 là vì quyền bầu phiếu đã rất gian nan mới đạt được đối với phụ nữ và người da màu. Thượng viện Texas do Cộng hòa kiểm soát đã thông qua cái SB 7 vào sáng thứ Năm. Cái nội dung là rút ngắn giờ bầu phiếu, cấm bầu phiếu ngồi bằng xe, tức là hình thức drive-thru trong năm 2020 vì bệnh dịch. Cấm chính quyền gửi phiếu bầu qua thư nếu cử tri không yêu cầu từng cá nhân. Yêu cầu cử tri khuyết tật, tức là xin bầu qua thư thì phải có giấy chứng nhận của bác sĩ. Cái dự luật Hạ viện Texas HB 6 cũng thảo luận cùng ngày nhiều cái điều khoản siết cái quyền bầu cử tương đương với đạo luật SB 7. Có thêm điều khoản về cái cách cử tri được giúp điền bầu phiếu và mở rộng cho người quan sát có vị trí tại các phòng phiếu. Hãng hàng không American Airlines đưa ra cái bản văn chỉ trích dự luật SB 7 là công ty bên vực cái quyền bầu phiếu rộng rãi. Và sau đó thì ông cựu tổng thống Donald Trump đã kêu gọi những cái người ủng hộ ông tẩy chay cái liên đoàn các đội bóng chày, tức là Major League Baseball, viết tắt là MLB, vì đã quyết định chuyển cái nơi thi đấu cái giải toàn quốc All-Star Game dự kiến vào ngày 13 tây tháng 7 năm 2021 này.
ra khỏi tiểu bang Georgia sau khi đảng Cộng Hòa thông qua và ký thành luật siết cái quyền bầu cử ở Georgia. Ông Trump cũng kêu gọi tẩy chay công ty Coca-Cola và hãng hàng không Delta Airlines sau khi hai công ty này bày tỏ cái quan ngại về cái quyền bầu phiếu ở Georgia. Ông Trump nói trong cái bản văn phổ biến bởi Ủy ban Save America, tức PAC, nói rằng cái môn bóng chày, tức là baseball, hiện nay mất nhiều khán giả và bây giờ lại rời bỏ Atlanta, Georgia vì sợ người cực đoan cánh tả căm thù luật siết bầu phiếu và hãy tẩy chay bóng chày và tất cả các công ty can thiệp, vân vân. Có nghe chăng hả? Coke, Delta và các công ty khác, nếu giải thi đấu MLS dọn ra khỏi tiểu bang Georgia thì Georgia có thể mất 60 triệu đô la. Cái bản tin này anh đi đưa với quý vị nhiều lần, chắc quý vị cũng biết là ở tại Georgia đó họ sau vài ngày họ đưa ra cái dự luật siết về cái vấn đề mà bầu cử đó. Họ chỉ để chọn ra những cái cử tri của đảng của họ và họ siết chặt, họ không muốn cái bầu cử rộng rãi bởi vì cử tri của đảng Dân Chủ thì đông hơn. Cho nên trong cái đạo luật đó quý vị biết là cấm tiếp tế thực phẩm, nước uống, rồi phải cách cái chỗ thùng bầu phiếu 25 feet. Kể cả Florida cũng đã bắt đầu làm như vậy. Rồi phải rút ngắn cái ngày bầu, rồi ít cái thùng bầu phiếu ở bên ngoài hơn. Rồi phải có ID mới được đi bầu. Rồi nói chung là nó đủ những chuyện phiền hà. Bây giờ nó ở Texas nó ra nó lại còn gắt hơn như vậy nữa. Tức là những người tàn tật mà đi bầu qua thơ phải có giấy của bác sĩ chứng nhận, vân vân. Cho nên quý vị thấy là bên đảng Cộng Hòa nó không biết họ làm như vậy thì họ có lấy được cái lòng của người dân hay không thì không biết. Nhưng mà những cái đạo luật này có vẻ như là nó vi hiến đối với nhiều người nghĩ như vậy. Nhưng mà bây giờ mình có quyền, người dân có quyền kiện. Nhưng mà hiện tại quý vị biết là Georgia ngày hôm qua đó là họ đưa từ Hạ viện lên Thượng viện và bây giờ Thượng viện đã thông qua và đã ký thành luật rồi. Cho nên sáng ngày hôm nay thì ông Trump lên tiếng một cách rõ ràng như vậy. Ông kêu tất cả những người ủng hộ ông là tẩy chay Coca-Cola rồi tẩy chay cái hãng Delta Airlines. Nói một cách khác cho vui vui, tức là những cái người mà tẩy chay Coca-Cola thì bây giờ chỉ còn có uống uống Coke hay là uống những loại nước uống khác thôi. Chứ còn nếu mà Coca-Cola thì họ sẽ tẩy chay hết. Thì ai cũng biết rồi, cái nền kinh tế của Georgia mà nếu như Delta Airlines mà dọn ra, Baseball League dọn ra, rồi công ty Microsoft mà dọn đi thì cái nền kinh tế của Georgia chắc phải nói là thảm họa đó. Nhưng mà cái chuyện đó tính sau đi, cái chuyện trước mắt thì bây giờ đó, thì nếu mà những cái người mà ủng hộ ông Trump cứ việc ủng hộ ông và tẩy chay hết những cái hãng này đi, họ dọn ra rồi lúc đó sẽ biết chuyện gì nó sẽ xảy ra. Nhưng mà chúng ta chờ cái năm 2022 này để coi đảng Cộng Hòa có thắng được hay không. Mà quý vị còn nhớ ngày hôm qua không? Đó là bên đảng Cộng Hòa nói rằng vào năm 2010 đó thì là cái người ngu ngốc nhất của đảng Cộng Hòa vẫn có thể thắng cử, thì vẫn còn đang chờ đợi thử coi cái người mà ngu ngốc nhất đó được công bố ra là ai. Cho nên họ đặt một cái niềm tin lạc quan hơn cho cái đảng Cộng Hòa vào cái mục tiêu năm 2022. Là người mà ngu ngốc nhất của đảng Cộng Hòa cũng có thể thắng cử vào năm 2010. Thì bây giờ những cử tri của đảng Cộng Hòa cho dù có ngu ngốc đến cỡ nào thì cũng có thể thắng cử năm 2022. Ý muốn nói như vậy để khích lệ cái tinh thần lạc quan cho đảng Cộng Hòa. Có ít nhất là 55... đại công ty nhiều lợi nhuận đã không nộp một đồng xu thuế liên bang nào trong năm ngoái. Theo cái bản báo cáo từ cái viện nghiên cứu Institute on Taxation and Economic Policy, tức viết tắt của ITEP, là lý do là vì đảng Cộng Hòa ra cái luật cắt thuế, tức là TCJA, tức là Tax Cuts and Jobs Act, thông qua năm 2017. Cũng như được giảm thuế nhờ cái luật cứu trợ đại dịch thông qua vào đầu năm ngoái. Thì cái bản báo cáo được đưa ra sau khi ông Biden đề nghị chi trả cho hơn 2.000 tỷ đô la kế hoạch xây hạ tầng bằng cách nâng thuế doanh nghiệp từ 21% lên tới 28%. Trước cái đợt Cộng Hòa cắt thuế năm 2017 thì tỷ lệ thuế doanh nghiệp là 35%. Trong khi trình bày cái kế hoạch hôm thứ Tư thì ông Biden chỉ ra rằng cái bản báo cáo năm trước cho thấy 91 doanh nghiệp không nộp xu thuế nào.
cho thu nhập liên bang. Ông Biden nói như thế thì có đúng hay không? Vì một cái lính cứu hỏa và một giáo viên phải nộp thuế 22%, trong khi công ty Amazon và 90 đại công ty khác không nộp một xu thuế liên bang nào. Cái bản báo cáo ITEP cho rằng các công ty đó đã lợi dụng lợi tức trước thuế là 40.5 tỷ đô la và thực sự được hưởng 3.5 tỷ đô la tiền tax rebate, tức là tiền ưu đãi thuế. Như cái công ty FedEx lãnh 230 triệu tiền đô rebate trong khi có lợi tức chưa thuế là 1.2 tỷ đô la. Hãng Nike cầm tiền rebate là 109 triệu đô la trong khi lợi tức chưa thuế là 2.9 triệu đô la. Đó là cái chuyện mà những công ty lợi dụng cái vấn đề mà thác kết một cái luật đạo luật đưa ra năm 2017 đó, cho nên họ không có đóng thuế một đồng nào cho liên bang năm 2000. Trong cái năm vừa qua thì cái ông Biden khi mà đưa ra cái 2.000 tỷ để mà chi trợ cho cái vấn đề mà hạ tầng cơ sở, tức là infrastructure và dịch vụ điện tử hay là chăm sóc người già v.v. thì đang bị chống đối. Cho nên bây giờ mới chính phủ của Biden mới đưa ra những cái con số đó, là vấn đề mà tax cuts là những cái công ty lớn là lên tới 91 công ty, trong đó mới vừa kể tên ra cho quý vị, nó không đóng một đồng thuế nào thì lấy đâu ra mà có thuế để mà lo cho những vấn đề khác mà bây giờ đi chống đối. Mặt khác đó thì cái bản này nó đã chỉ đích danh từ công ty một, cho nên quý vị thấy cái sự chống đối, nhưng mà nó không phải có sự giải trình. Cho nên bây giờ nó chống đối và giải trình thì nó mới có một cái chứng cứ cụ thể hơn để mà từ đó cái luật thuế, cái dự luật thuế của ông Biden đang được đưa ra, nó mới có thể có cái cửa để mà nó lách qua. Chứ còn nếu không đó thì cứ nói không khống thì chắc chắn là cái 2.000 tỷ này nó sẽ không được thông qua. Tuy rằng nó nhiêu khê nhưng mà Andy tin rằng cái 2.000 tỷ này nó sẽ được thông qua. Mời quý vị tiếp tục theo dõi. Một cái vụ cướp nó đã xảy ra ở miền Bắc, ở California. Là một cái băng cướp khuya vào hôm thứ Ba đã xông vào cướp một cái gia đình người Việt ở tại thành phố Oakland, bắt giữ hai vợ chồng trong khi họ lục soát khắp nhà, lấy đi tất cả tài sản tiết kiệm của họ. Bọn cướp làm như vậy trước mặt bé gái 7 tuổi của gia đình này. Băng cướp 4 tên xông vào nhà, dùng cái dây ziplock trói hai vợ chồng, người chồng tên Hoàng và vợ tên là Rosany. Bọn cướp đánh anh Hoàng thô bạo, đấm chảy máu miệng, gãy răng, bầm cổ. Trong khi đó, con gái hai người là bé Amy chứng kiến mọi thứ. Bọn cướp buộc bé gái này phải nằm trùm mền kín mít trong khi lục soát khắp nhà và đe dọa bắn bé gái này. Bọn này lục soát cả giờ đồng hồ, lấy cả nữ trang từ cổ tay của cô Rosany, bộ sưu tập giày thể thao của con trai hai người và mọi thứ quý giá trong nhà. Một tên cướp thì trấn an cái cô Rosany là đừng lo, chúng tôi không giết cũng không hiếp dâm cô. Tụi tôi tới đây vì tiền, tụi tôi không có việc làm, không có tiền. Cái đại dịch này làm chúng tôi phải dở cái trò này. Cái vùng vịnh Bắc California cũng mới căng thẳng một số trường hợp kỳ thị người gốc Á, nhưng không rõ có phải gia đình bị cướp vì là người gốc Á. Karen Chung là một người bạn của hai người đã lập một cái trang GoFundMe để gây quỹ giúp hai người có được tiền chữa trị thương tích. Tới đêm thứ Sáu thì đã quyên góp được 30.000. Và một vụ nổ súng mới trong một cái buổi tụ tập tại nhà ở North Carolina làm 3 người chết, 4 người bị thương. Một bản tin đánh đi từ Wilmington, North Carolina, thì một cái vụ nổ súng trong cái buổi tụ tập party tại nhà riêng ở tiểu bang North Carolina trong đêm thứ Sáu rạng sáng thứ Bảy, ngày 3 tháng 4, đã khiến 3 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Theo cái tin từ cảnh sát địa phương và theo cái bản tin của hãng thông tấn UPI, thì sở cảnh sát thành phố Wilmington nói rằng họ được thông báo có nổ súng ngay sau lúc nửa đêm. Nguồn tin cảnh sát cho biết là các cảnh sát viên khi đến hiện trường thấy có cuộc nổ súng tại căn nhà trong buổi tụ tập party. Có 7 người trúng đạn, có 3 người trong số này thì đã chết rồi. Giới hữu trách hiện chưa công bố danh tính của các nạn nhân vì còn chờ thông báo cho gia đình. Nhân viên cấp cứu chở 4 người bị thương vào bệnh viện New Hanover Regional Medical Center. Giới chức cảnh sát nói rằng hung thủ nổ súng hiện vẫn chưa bị bắt và họ không rõ nguyên nhân gì đã xảy ra vụ bắn người này. Và sở cảnh sát Wilmington kêu gọi ai có tin tức liên quan đến cái vụ nổ súng này thì hãy thông báo cho họ.
Cái vụ nổ súng ở North Carolina là mới nhất trong một loạt các vụ nổ súng khiến có nhiều nạn nhân trong vài tuần lễ trở lại đây. Một kẻ hôm thứ Tư đã nổ súng tại văn phòng của một công ty ở Nam California làm thiệt mạng 4 người, gồm cả một bé trai 9 tuổi. Có 10 người thiệt mạng hôm 22 tháng 3 ở Boulder, Colorado khi một kẻ nổ súng ở siêu thị King Super. Cảnh sát viên Eric Tolley thuộc sở cảnh sát Boulder đã bị bắn chết khi đến điều tra. Trước đó có một tay súng đến bắn tại 3 tiệm spa ở cái vùng Atlanta, Georgia khiến 8 người chết và có 6 người trong số này là phụ nữ gốc châu Á. Và bản tin kế tiếp là sau một năm phải nằm nhà tránh dịch thì dân Mỹ đang muốn đi du lịch nhiều hơn trong năm 2021. Theo cái bản khảo sát mới thực hiện bởi Motel 6, tức là một thương hiệu của công ty G6 Hospitality, đa số dân Mỹ đang lên mạng xã hội để khảo sát về tình hình du lịch. Bản khảo sát 2.000 người Mỹ thành niên thấy rằng người Mỹ trung bình xài 167 giờ trên mạng xã hội để tìm, gợi ý về cái chuyến du lịch sắp tới. Có 60% dân Mỹ mạnh mẽ muốn du lịch sau khi trải qua 12 tháng bất động vì đại dịch COVID-19 hơn là các năm bình thường. 3/4 dân Mỹ nói họ đã không thể du lịch như đã hy vọng trong năm 2020. 69% có một hay nhiều hơn các chuyến đi mới dự tính cho năm 2021. 56% nói nhiều phần sẽ du lịch đường bộ năm nay. 49% nói chích ngừa COVID-19 xong nên an tâm để đi du lịch. 38% nói sẽ cảm thấy an toàn hơn nếu ở nơi nào tiêu chuẩn vệ sinh cao. 58% nói sẽ bất an nếu ở chung với gia đình hay bạn vì khủng hoảng dịch. 49% nói nhiều phần sẽ ở lại khách sạn nếu du lịch năm nay. 45% nói sẽ thấy an toàn hơn với cái yêu cầu mang khẩu trang nơi công cộng. Đi không biết là quý vị có bị tù túng hơn một năm rồi khi ở nhà vì đại dịch hay không. Nhưng mà quý vị biết cái kỹ nghệ du lịch chắc chắn là nó sẽ bùng phát đổ lại. Và được cho rằng lúc đó rằng không có ai cản trở cái người dân Hoa Kỳ đi du lịch nói riêng và trên toàn thế giới nói chung nếu như bệnh dịch nó đi qua. Rất là nhiều người đã dự tính một cái chuyến đi du lịch trong năm 2020 rồi, nhưng mà đi đâu có được. Rồi bệnh dịch nó đến, cho nên quý vị biết rằng nó ảnh hưởng tới cái nước Mỹ như thế nào, tới thế giới như thế nào. Cho nên từ đó quý vị thấy những cái dịch vụ về du lịch nó chết lên chết xuống, từ hàng không, từ du lịch, từ cho thuê xe, từ khách sạn, từ nhà hàng, từ vui chơi giải trí, từ thể thao. Tất cả những nói chung là nó ảnh hưởng cái nền kinh tế của Hoa Kỳ một cách khủng khiếp và đồng thời tâm lý của người dân cũng vậy nữa. Cho nên qua cái cuộc khảo sát này quý vị sẽ thấy rằng một cái sự mà nó bùng phát, bùng nổ lên. Cái sự mà đi du lịch hay là những cái sự kiện thể thao hay là đi thăm nơi này, nơi đó, bà con, anh em vân vân sau cái vụ đại dịch. Mà đặc biệt ngày hôm qua thì cái cơ quan CDC họ cũng khuyến cáo là những người nào mà đã chích ngừa xong 2 mũi có thể đi du lịch được rồi. Cho nên là qua cái cuộc thăm dò này thì thấy cái chuyện nó sẽ quá rõ ràng, phải không quý vị? Thì quý vị cũng chúc cho, Andy cũng chúc cho quý vị là có những cái cuộc mà du lịch thú vị trong cái năm 2021 này. Một cái bản tin khác nó cũng vui vui, Andy gửi đến cho quý vị, đó là chính quyền của ông Tổng thống Biden chi ra $500,000 để mở một cái cuộc thi làm khẩu trang phòng ngừa bệnh tật mà làm sao để nó đeo cho nó dễ chịu. Thì bản tin đánh đi từ Washington DC cho biết chính quyền của ông Tổng thống Joe Biden mở cuộc thi với một cái giải thưởng là $500,000 để tìm cách chế tạo ra cái loại khẩu trang không gây khó chịu cho người đeo, như làm mắt kính bị mờ, ngứa da. Và theo cái đài CBS News hôm thứ Năm 1 tháng 4 thì từ đây đến cái ngày 21 tháng 4 là người Mỹ có thể nộp cái sáng kiến cho cái Mass Innovation Challenge, tức là cuộc thi chế tạo khẩu trang do cái cơ quan nghiên cứu và phát triển y sinh tối tân, viết từ tiếng Mỹ là Biomedical Advanced Research and Development Authority, tức là viết tắt là BARDA, tức là phụ trách. Đây cũng là cái cơ quan y tế liên bang phụ trách những cái hợp đồng chế tạo thuốc và vaccine COVID-19 của Hoa Kỳ trị giá nhiều tỷ đô la. Qua cái cuộc thi chế tạo khẩu trang này, thì chúng tôi mong muốn người dân cả nước tham gia để chế tạo cái loại khẩu trang mới sao cho vừa hiệu quả và thoải mái. Loại khẩu trang này sẽ giúp chúng ta chống COVID-19, đồng thời chuẩn bị tốt hơn cho những bệnh dịch khác trong tương lai. Bà Nikki Bratcher-Bowman,
giới chức của BADA cho hay trong thông báo về cuộc thi. Cái mẫu khẩu trang dự thi phải giải quyết được những cái sự khó chịu khiến người ta không muốn tuân thủ cái quy định theo khẩu trang, như nói chuyện nó khó khăn, đeo không thoải mái nè, và lại càng khó chịu hơn khi cái ở cái chỗ nóng ẩm hoặc thậm chí là mờ mắt kính rồi bị ngứa. Ban tổ chức sẽ chọn ra 40 mẫu khẩu trang hàng đầu khắp cả nước cho cái phòng thi trình bày ý tưởng trước cái nhóm chuyên gia. Ở cái vòng này thì 10 mẫu khẩu trang tốt nhất sẽ nhận được đến 10.000 đô la mỗi một mẫu. Sau đó 10 cái ứng cử viên cuối cùng sẽ bước vào cái vòng chung kết để chứng minh cái tính thực tiễn, với cái giải thưởng tổng cộng lên đến 400.000. Và ở phòng này khẩu trang sẽ được phòng thí nghiệm liên bang và những cái khách hàng kiểm tra. BADA mở cái cuộc thi này giữa lúc giới y tế liên bang gia tăng kêu gọi người Hoa Kỳ tiếp tục đeo khẩu trang để ngăn COVID-19 lây lan. Cái thời gian qua thì vài tiểu bang đã bỏ lệnh đeo khẩu trang mặc dù nhiều cái biến thể COVID-19 lây lan mạnh hơn xuất hiện. Sáng ngày hôm nay em đi đọc cái bản tin này thì em đi mới có cái ý định là gửi đến cho quý vị. Một cái điều mà nó mình đọc mình cũng cảm thấy vui vui. Một cái cách nói là hiện tại để cho mọi người đeo để cảm thấy dễ chịu hơn. Và cái điểm chính là để ngăn ngừa cho cái tương lai những cái bệnh dịch khác nữa mà cần phải đeo khẩu trang. Chúng ta không biết chừng nào nó sẽ có những cái bệnh dịch khác. Nhưng quý vị cũng biết là người Mỹ có bao giờ phải đeo khẩu trang đâu, ngoại trừ những cái người bị bệnh tật gì đó cần phải đeo khẩu trang, hay là họ bị đường hô hấp như trước cái bệnh COVID-19, hay những người phải làm trong bệnh viện, hay là y tá, hay nurse, hay chăm sóc những cái người, những cái bệnh dễ lây nhiễm thôi. Cho nên quý vị thấy ai cũng có bao giờ đeo khẩu trang đâu. Cho nên tới khi đột ngột phải đeo khẩu trang vô thì nó tạo nên cái sự khó chịu. Mà có nhiều người còn ngứa ngáy, có người nhiều người đeo mắt kiếng còn làm mờ mắt kiếng, rồi nhiều người thở không được, rồi nói không được. Cho nên có nhiều người họ cũng muốn tuân thủ lắm, nhưng mà họ cũng phải lén lén, họ kéo, họ bỏ ra. Bệnh thì chưa thấy đâu mà giờ thở không được, thôi làm, lén kéo ra trước đi. Rồi sau đó bắt buộc đi nữa thì nơi công cộng thì họ vẫn đeo, nhưng mà họ lãng ra được một chỗ trống là họ phải kéo xuống họ thở. Chẳng hạn như quý vị biết trong khoảng thời gian anh đi tập thể dục và dạy về lĩnh ngành thể dục, cái mask nó nằm ở trên miệng của mình, không thể nào mình thở nổi. Chính cái hơi thở của mình thở ra là mình lại hít vô. Trong một cái khoảng không nó nhỏ như thế này, làm sao mình thở nổi để mà mình tập thể dục, để mình có thể chạy bộ hay mình có thể nâng tạ vân vân. Cũng chính vì cái lý do này mà rất là nhiều người người ta không muốn đeo cái khẩu trang. Và rồi đó thì cái lần này anh đi đọc cái bản tin đó, là anh đi cảm thấy rằng cái này là một cái sự lo xa mà nó có lý. Trong tương lai mình không biết cái chuyện gì xảy ra, đừng có để nó xảy ra thêm một lần như vậy nữa. Tức là ý theo cái câu nói của ông bà mình hay nói trước đây, đừng để nước tới trôn rồi mới nhảy. Cái lần này cái đại dịch nó đến, Hoa Kỳ cũng bị rắc rối rất nhiều về cái vấn đề những cái máy móc về y khoa, như cái máy trợ thở, như mask, rồi nhiều những cái loại trang bị y khoa khác nữa mà mình trở tay không kịp. Chỉ vì cái sự chậm trễ mà mình trở tay không kịp, mà khi mình trở tay không kịp mình phải bị lệ thuộc vào nhiều quốc gia khác, trong đó phải lệ thuộc vào Trung Quốc, họ đoán trước. Cho nên quý vị biết cái kỹ nghệ mà khẩu trang thôi, riêng Trung Quốc họ đã kiếm hàng tỷ tỷ Mỹ Kim, rồi sau đó mới tới những nước khác. Nên quý vị thấy là sẽ không có một lần nào nữa xảy ra như trường hợp này nếu như chúng ta chuẩn bị trước. Cho nên chính phủ của ông Biden lần này, Andy nghĩ, chính trong thâm tâm Andy cũng vậy, đang cố tìm một cái khẩu trang nào đó cho nó thật là thích hợp với mình, thật là dễ chịu cho mình, để mình có thể mang, không phải bây giờ mà còn mang trong tương lai nữa. Nhưng mà vẫn chưa tìm được. Nhưng mà hy vọng với cái nửa triệu đô la này thì nhiều cái mẫu mã tốt hơn, an toàn hơn, dễ chịu hơn đến với người sử dụng, và từ đó thì chúng ta có thể ngăn ngừa được bệnh tật và thoải mái để đeo khi khắp bất cứ nơi đâu. Một cái bản tin khác nữa cũng một chút vui, một chút buồn. Bị giành chỗ đậu xe thì vợ chồng bác sĩ ở New York lấy chìa khóa cào vào xe của đối thủ. Ở New York thì có hai vợ chồng bác sĩ bị bắt hôm thứ Sáu vì dùng chìa khóa cào vào xe người khác sau khi bị giành chỗ đậu xe. Cái đài truyền hình ở địa phương tên là WSYR đã dẫn lời cảnh sát tiểu bang cho biết là bác sĩ Ruham
Nishani, 34 tuổi, là trưởng khoa ung thư thần kinh của Upstate Medical University. Và chồng là bác sĩ Ziden, 34 tuổi, giáo sư khoa thần kinh, đã bị truy tố cái tội hình sự. Vợ chồng bác sĩ ở cái thành phố Skanistelis này sẽ ra tòa vào ngày 21 tháng 4. Cảnh sát cho hay cái sự việc xảy ra sau khi một cái bà lái xe vào chỗ đậu xe mà vợ chồng bác sĩ này đang muốn đậu tại cái siêu thị DeWitt Wakeman. Sau khi bà này bắt đậu xe xong, bà đi vào siêu thị, thì vợ chồng bác sĩ này mới lấy chìa khóa cào lên cái nắp capo cửa bên phía tài xế và sau cái trân xe của bà này, gây hư hại lên tới $1,800. Theo cái luật tiểu bang ở New York thì dùng chìa khóa cào vào xe người khác có thể bị phạt tù đến 1 năm và nộp phạt đến $1,000. Qua bản tin này quý vị thấy giận quá mất khôn phải không quý vị? Chắc có lẽ ít lắm một lần ở trong đời chúng ta cũng đang chờ một cái chỗ đậu xe nào đó trong một cái parking chờ hoài rồi tự nhiên mới vừa thấy được có chỗ trống định lái vô, mình đã bật đèn xi nhan thẳng rồi nhưng mà có một kẻ khác họ chui vô cái chỗ đó. Cái phản ứng của mình là gì? Một, quý vị thấy bực mình quá thì cùng lắm bấm cái kèn báo cho người ta biết. Nếu người ta lịch sự, người ta không biết mình thì người ta lùi ra, người ta nhường cái chỗ cho mình. Còn nếu như người ta lỡ rồi, người ta đậu rồi thì ta giả vờ, người ta lờ luôn, người ta đi hay người ta cố ý thì thôi, chuyện nó cũng xong. Trong quá khứ anh đi thấy có rất là nhiều người họ bực mình, nhất là coi những cái tape trên YouTube, trên Facebook. Có nhiều người họ đậu cái xe sau cái đít xe đó rồi họ đi luôn. Cuối cùng cái xe đó bị trả thù không có ra ra được. Có người thì họ còn bực tới cái mức độ 2-3 người đàn ông khiêng cái đít xe để tréo qua một bên hay là kẹt qua một bên để người đó không mở cửa leo ra được nữa. Mà nhưng mà trong cái trường hợp này thì lại khác quý vị. Tức là sau khi mình mất cái chỗ đậu xe nhưng mà giận quá mất khôn mà. Quý vị thấy hai vợ chồng, một người là khoa trưởng cái khoa ung thư thần kinh là bác sĩ, học bao nhiêu năm để trở thành bác sĩ, làm bao nhiêu tiền, chồng cũng là giáo sư y khoa, mà cuối cùng chỉ vì mỗi chỗ đậu xe mà đã trở thành một cái người bị cái tội đại hình như thế này, mà trong khi đó có thể bị ở tù rồi có 1,000 tiền phạt, thì đúng là giận quá thì mất khôn. Cái này là một cái điều anh đi đọc, và những bản tin này anh đi chỉ đưa cho quý vị cuối tuần để nghe vui vui để cho biết vậy thôi. Một cái bản tin khác nữa cũng hơi là lạ, tức là dán cái hình đầu bò lên cái bảng Hollywood ở dưới Los Angeles, ba thanh niên bị bắt. Ở Hollywood, California thì sở cảnh sát Los Angeles đã bắt ba thanh niên vào hôm thứ Sáu vì dán cái hình đầu con bò vào cái chữ O trên đầu tiên của cái bảng Hollywood. Theo cái nhật báo Los Angeles Times thì cái bảng Hollywood có các ký tự cao đến 50 feet. Cư dân và du khách có thể thấy được bảng này tại nhiều nơi ở thành phố Los Angeles. Và đây là lần thứ hai trong vòng 2 tháng mà cái bảng Hollywood bị phá. Trong cái tháng 2 năm nay, cảnh sát Hollywood và Los Angeles đã bắt 6 người biến cái tấm bảng Hollywood thành ra Hollywood. Đại úy Steve Lurie, chỉ huy ở Hollywood của sở cảnh sát Los Angeles, cho biết nhân viên công lực nhận được tin có người phá cái bảng Hollywood lúc 11 giờ 30 sáng. Camera an ninh thu hình được ba nghi can giúp cảnh sát tìm được và bắt họ. Cả ba thanh niên bị giam giữ ở đồn cảnh sát Hollywood vì cái tội tiểu hình phá hoại và đột nhập vào chỗ cấm. Đại úy Lori còn nói nhân viên công lực đã tháo được cái hình đầu bò trên cái bảng Hollywood ra và các chữ thì nó không bị hư hại. Các cảnh sát viên tại hiện trường hỏi ba nghi can cái ý nghĩa của cái hình đầu bò là gì mà tại sao đem gắn lên trên cái chữ O như vậy. Thì họ trả lời là không có ý nghĩa gì hết, chỉ muốn phá chơi vậy thôi. Không có hoàn toàn có mục đích chính trị gì. Ngoài bị biến thành từ Hollywood hồi tháng 2, cái bảng Hollywood cũng đã từng bị thay một số chữ biến thành cái chữ Hollywood hồi năm 2017. Nên quý vị thấy bản tin này cũng vui vui. Dù sao mà đi về miền Nam California, đi qua thành phố Los Angeles thì thấy cái chữ Hollywood thiệt bự ở trên đó. Nhưng mà cũng rất nhiều người muốn thay đổi cái chữ đó là từ Hollywood rồi Hollywood rồi bây giờ lại gắn hình đầu bò lên chữ O. Bản tin cuối cùng ngày hôm nay cũng khá vui. Tức là bỏ xa nhiều nam ca sĩ tài tử, ông Putin được bình chọn là người đẹp trai nhất nước Nga.
Thì theo các bản tin cho biết là bỏ xa nhiều diễn viên Nga về tỷ lệ bình chọn, Tổng thống Putin được chọn là người đẹp trai nhất nước Nga. Cái tờ báo Moscow Times gọi ông là người trong mộng lớn nhất của nhiều người Nga. Cái tờ báo Moscow Times dẫn cái kết quả khảo sát của trang tìm kiếm việc làm superjob.ru công bố ngày 2 tháng 4 cho biết ông Tổng thống Nga Vladimir Putin đã được bình chọn là cái người đàn ông đẹp trai nhất, hấp dẫn nhất cái xứ sở Bạch Dương. Cụ thể là khi được hỏi ai đẹp trai nhất nước Nga, 18% nam giới và 17% nữ giới trong cuộc khảo sát đã chọn ông Putin. Ông Putin là người ứng viên duy nhất đạt được tỷ lệ bình chọn trên 10%. Ông đã từng nổi tiếng trên mạng truyền thông với những cái bức ảnh cởi trần khi đi câu cá, cởi ngựa, ôm gấu Siberia v.v. Superjob.ru cho biết cuộc khảo sát này được thực hiện với 1.000 người đàn ông, 1.000 người phụ nữ ở hơn 300 thành phố của Nga từ ngày 22 tháng 3 tới 1 tháng 4. Trong cái cuộc khảo sát này thì có 19% nam giới tự nhận mình là người đẹp trai nhất nước Nga và 18% nữ giới nói rằng không có người đàn ông nào đẹp trai ở cái đất nước Nga này cả. Người Nga vẫn còn gọi tên ông Vladimir Putin là người đàn ông nổi tiếng hấp dẫn nhất nước Nga. Hiện nay không có diễn viên hay vận động viên chính khách nào có thể cạnh tranh với ông. Superjob.ru đánh giá dù tỷ lệ bình chọn ông Putin giảm 1% so với năm qua. Ông Putin bỏ xa các nam diễn viên Nga như Dmitry Nagyev, Danila Kolosky và Konstantin Khabensky. Những người nhận được tỷ lệ bình chọn chỉ có 2-3% thôi. Và sau khi cái tỷ lệ bình chọn này xong đó, và cái khảo sát được công bố vài ngày sau khi những cái nghị sĩ mà thông qua cái luật cho phép ông Putin tái tranh cử để có thể mà trở thành, để có thể làm tổng thống cho tới năm 2036. Và cái khi mà Crush tạm dịch là người trong mộng lớn nhất của người Nga bước sang tuổi 83 là The Moscow Times viết như vậy. Cho nên quý vị sao biết là sau khi cái cuộc bình chọn ra xong thì ổng là người được chọn là đẹp trai nhất, thế thì cái tờ Moscow Times nó móc ổng một câu, tức là ổng sẽ là người đẹp trai nhất mà cái người trong mộng lớn nhất của người Nga khi bước vào tuổi 83 khi ổng ở vào cái tới cái năm 2036, tức là ổng đã làm tổng thống thêm cho từ giờ tới năm 2036. Đó là những bản tin vui vui cuối tuần anh đi gửi đến cho quý vị. Chúc quý vị một cuối tuần thật là an vui, thật là hạnh phúc. Xin chào tạm biệt và hẹn quý vị lại trong tuần tới. Xin chào.